Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thị Vĩnh và Nguyễn Thị Hường về tội gây dối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Giang áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh, sinh năm 1965, và Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1986, cùng chú tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan chức năng cho biết, 9 giờ ngày 2 tháng 2, Vĩnh Hường cùng một số công dân đến cổng trụ sở công an tỉnh Bắc Giang để kiến nghị gặp giám đốc công an tỉnh. Những người này có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng chính trụ sở công an tỉnh Bắc Giang. Sáng ngày 2 tháng 2, dù không phải ngày tiếp công dân, hai bị can trên vẫn đến trụ sở công an tỉnh yêu cầu giám đốc công an tỉnh phải tiếp. Khi lực lượng chức năng giải thích, Vĩnh Hường và một số người đi cùng chửi bới xúc phạm cán bộ tại đây, nên lực lượng chức năng đưa họ về trụ sở công an phường để làm việc. Kết quả điều tra xác định, hai bị can cùng một số người dân nhiều lần đến cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trụ sở tiếp dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có lời nói hành động gây mất an ninh trật tự vĩnh hường đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan nhưng không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính được đôn đốc nhiều lần nhưng không chấp hành không hợp tác làm việc không ký biên bản